Động đất tsunami sẽ xảy ra ở tại miền Đông Bắc. Nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ tiêu diệt một số quốc gia trên quả địa cầu. Và đương nhiên tại nơi đây sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, đó là miền Đông Bắc Á Châu. Đây là đất nước Tàu Cộng Bắc Hàn và Nga Sô. Ở trên này, đây là Tàu Cộng và đây là Bắc Hàn. Phía bên này là Nhật Bản. Tuy nhiên thiệt hại nặng nề nhất là ở tại Tàu Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, cũng như ở tại Bắc Hàn. Kế đến nữa là Nga Sô. Lúc đó người dân ở tại nơi đây sẽ nổi dậy và sẽ xử tử hình, cũng như sẽ băm bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Và cũng như ở tại Việt Nam cũng thế, người dân sẽ nổi dậy và sẽ băm bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Cũng như khắp nơi trên quả địa cầu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn động đất tsunami nước biển dâng tới mây. Người dân sẽ đau khổ, thiếu thốn ở khắp quả địa cầu sẽ nổi dậy và sẽ xử tội nặng nề những kẻ tự do quá trớn, giàu có hung dữ, ác độc, kiêu ngạo, hách dịch bấy lâu nay. Bởi vì những cái đó cũng chẳng khác gì bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay. Đồng bào Việt Nam nhớ vào trang website faithgodjesuschrist.com xem xét học hỏi. Đây là trang website đây. Rồi copy những hình ảnh này phân phát cho đồng bào bá tánh nhân loại được biết gấp. Bởi vì tận thế đang chuyển mình. Và chỉ có những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu, cũng như sống theo những điều chỉ dạy của ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, là hãy tha thứ đùm bọc cho nhau, và trước tiên là hãy thờ ông trời, cha trời thượng đế toàn năng, mà ông bà tổ tiên chúng ta dạy là thờ ông thiên. Ông thiên tức là ông trời đó, mà ông trời tức là cha trời thượng đế toàn năng. Ngài chính là ông thiên, ngài chính là ông trời, ngài chính là Chúa Cha toàn năng và người đại diện cao cả nhất của Cha trời thượng đế toàn năng, đó là Cha trời Giêsu, và ngài đã hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, và cách tốt nhất và duy nhất là sống theo những điều chỉ dạy của ngài. Ngài là Thiên Chúa Trời Giêsu. Và đây là hình ảnh gia đình Vương Đạo Đại Việt, tức là đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta đây, có rồng phụng đầy đủ hiện ra trên mây để chứng giám cho việc làm Hội đồng Quốc nguy Việt Nam và nhân loại do ta lãnh đạo theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta ban cho, cũng như cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong ban cho và luôn luôn bảo vệ chúng ta làm việc Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra và nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, gấp mau mắn ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Cha trời Giêsu. Đây là cách duy nhất để được cứu rỗi, bởi vì chỉ có Cha trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta mà thôi. Ngoài ra chẳng có một đấng nào khác đâu. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Vì thế các ngươi hãy mau mắn nghe lời ta nhắc nhở và khuyên bảo, cũng như dạy bảo. Ta chính đây Phụ Đổng Thiên Vương tái thế, Vương Đạo Đại Việt công bình bác ái thiện lành nhân bản, vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và nhân loại.
theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng ban cho. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt và đang mong chờ đồng bào sắp xếp mau mắn đón rước ta về Việt Nam để làm việc gấp, vì thời dụng biểu của ta làm việc ở hải ngoại đã xong rồi. Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, con cổ nè, cái đầu nè, con cổ là cái mình nè. Wow, đẹp quá, ông rồng quá. Không rồng không đẹp quá, đẹp luôn. Wow, đầu rồng nữa, thấy không, rồng nguyên rồng thấy không, mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu.